Với tinh thần nhiệt huyết, sự năng động và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, Mẫu áo xanh tình nguyện của Đoàn Thanh niên quận Ngũ Hành Sơn đã và đang nỗ lực hết mình để góp sức cùng với tuyến đầu thực hiện có hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại nguy hiểm, tuổi trẻ quận Ngũ Hành Sơn đã và đang có mặt khắp nơi trên các mặt trận chống dịch, không chỉ xung kích tình nguyện cùng với các ngành chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát tại các khu cách ly phong tỏa, hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân gặp khó khăn trong đại dịch. Các bạn trẻ còn có nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương, tiếp sức tuyến đầu. Ra quân có tầm khoảng 100 bạn để mà đảm đương các cái nhiệm vụ trực tại hai cái chốt cửa ngõ thành phố. Ở bên cạnh đó thì để giúp cho địa phương thuận lợi trong việc lấy mẫu xét nghiệm các cái hộ gia đình thì mỗi điểm thì chúng tôi ra quân từ 10 đến 20 bạn để đảm bảo giãn cách phân luồng cũng như là nhập số liệu. Không chỉ tích cực trách nhiệm trong các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, tuổi trẻ quận nhà còn sáng tạo đi đầu trong công tác tuyên truyền. Hiệu quả của mô hình tiếng loa thanh niên chính là minh chứng rõ nét nhất. Hình ảnh màu áo xanh với cờ đỏ sao vàng cùng chiếc loa di động, hàng cây rong ruổi trên các tuyến đường kiệt hẻm không kể ngày đêm, với mong muốn truyền tải kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn, giúp người dân nắm rõ và chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch. Hy vọng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà sẽ tuyên truyền được đến người dân những biện pháp chống dịch, nhất là việc thực hiện 5K của Bộ Y tế, góp phần cùng cả nước đã lùi dịch bệnh. Với tình yêu quê hương đất nước, tinh thần lạc quan, xung kích và tình nguyện, tuổi trẻ quận Ngũ Hành Sơn đã và đang đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.